Đây là video hướng dẫn các bạn cách tạo video TikTok chính trên điện thoại này thôi sẽ giúp bạn có hàng trăm nghìn follow trên TikTok. Ok, cái thứ bạn cần nhá, một là trang thiết bị để quay rất là đơn giản, cái số 2 là nội dung để quay, và thứ ba là cái cách thức mà bạn quay như thế nào. Ba cái thứ vô cùng quan trọng này thôi. Về trang thiết bị để quay thì bạn cần có một cái điện thoại smartphone. Đây ví dụ của thầy dự là điện thoại iPhone, và đây là cái đèn. Cái đèn này là nó cấp sáng cho các bạn, và nó có cái chỗ để nó để lên trên này này, để bạn nhìn vào đây này, đúng nhỉ? Còn nhà bạn nào mà có ánh sáng điện tuýp rồi, sáng rồi, và bạn có cái giá để đặt cái điện thoại rồi thì thậm chí không cần cái đèn này nữa. Cái này có tác dụng là ánh sáng này, và hai nữa là để ở đây thôi. Nên là bạn có góc để rồi, ánh sáng của bạn trên này tốt rồi thì không cần, có cái điện thoại này là ngon rồi, đúng không nhỉ? Cái yếu tố số 2 rất là quan trọng, đó là bạn cần phải có cái nội dung. Thì hôm nay chúng ta sẽ thực hành làm một cái nội dung, mà nội dung đấy đã khiến cho thầy Dự có 6,2 triệu lượt xem trong một cái video, và nguyên video đấy mang về gần 100.000 lượt follower trên TikTok. Ok, nội dung đấy là nội dung có dạng là gì ạ? Ở cái dạng là có nên làm điều gì đó hay không. Ví dụ như có nên bỏ đại học để khởi nghiệp hay không, có nên bỏ việc để bán hàng online hay không, có nên sống thử hay không, có nên ăn cơm trước kẻng hay không, có nên làm nghề cho vay nặng lãi hay không, có nên cho vay ngân hàng hay không, có nên cho ngân hàng vay hay không, có nên cho bố mẹ vay tiền hay không, có nên mua hàng trả góp hay không, có nên mua chung cư. Đấy, những cái nội dung dạng có nên như vậy, và bạn nêu ra quan điểm của mình, sau đó bạn hỏi ý kiến của những người xem nữa, là những cái video mà chắc chắn sẽ hút được rất là nhiều view. Và đương nhiên rồi, nhiều view thì chúng ta sẽ có nhiều follower trên TikTok. Ok, đây mới là video, một trong rất nhiều video thôi nhá. Tí nữa bạn xem xong video này thì bạn có thể search tiếp ở trên YouTube là gì ạ? Cách chơi TikTok Hán Quang Dự. Cứ search là cách chơi TikTok Hán Quang Dự, ra cả chuỗi video hướng dẫn có 100.000 follower đầu tiên trên TikTok rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành này. Các bạn nhớ này, các góc của bạn rất là đơn giản thôi. Lưu ý này, bạn cần phải để dọc cái này của bạn, dọc cái điện thoại này của bạn, nhớ nhá. Và cái tầm mắt của bạn này này, là phải thẳng vào cái camera ở trên này này, góc trên này nhá, chứ không phải nhìn vào màn hình đâu. Mắt của bạn phải thẳng với cái camera này. Và khi bạn nói là bạn nhìn vào cái camera này. Ok, bạn bật luôn cái trình TikTok của bạn lên. Bật luôn cái TikTok, trang chủ TikTok của bạn lên. Ok. Và làm sao đó, mắt của bạn là phải ngang với cái lỗ nhỏ ở phía trên này này. Và khi mình nói nhá, là mình sẽ nhìn vào lỗ nhỏ phía trên này, chứ mình đừng có soi gương ở đây. Soi gương là đứt đấy. Soi gương đây là lúc vào video nhìn nó cắm mắt xuống đấy. Phải nhìn thẳng vào đây, nhìn giao tiếp như thế này. Đấy. Ok. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn luôn cái màn hình của thầy Dự, xem thầy Dự tùy biến nó như thế nào, quay như thế nào, mọi thứ như thế nào nhá. Nào, chúng ta cùng thực hành nhá. Bây giờ chúng ta vào cái ứng dụng TikTok. Còn nào chưa có thì vào download cái ứng dụng TikTok về, xong cứ đăng ký tài khoản như bình thường thôi, không phải lo gì cả, đăng ký kiểu gì cũng được, miễn là có cái tài khoản TikTok này. Đó. Của thầy Dự là Hán Quang Dự đúng không? Đang có 188.000 lượt follow. Chúng ta sẽ kích vào phần gì ạ? Dấu cộng này. Ok. Nhìn thấy chưa? Đẹp trai chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ kích vào phần 60 giây. Nhưng thực tế video của chúng ta chỉ nên làm 30 giây thôi nhá, đừng làm hết 60 giây. Làm dài vậy người ta không xem hết đâu. Và không xem hết nó ảnh hưởng đến cái uy tín của video, nên nó không lên đề xuất được đâu. Làm khoảng tầm dưới 30 giây thôi. Đấy, các bạn mới làm cứ làm như vậy cho thầy. Kích vào đây. Xong bắt đầu chúng ta sẽ quay, đúng không nhỉ? Nào, chúng ta quay rất đơn giản thôi, chúng ta kích vào đây chúng ta quay. Nhớ là phải nhìn vào trên này nhá, nhìn vào trên này này. Có nên bỏ đại học để khởi nghiệp kinh doanh hay không? Câu trả lời của tôi là không. Bởi vì thời đại học, cái thời sinh viên ấy là quãng đời đẹp nhất của một con người. Chúng ta không cần phải lo nặng nề về việc kiếm tiền. Chúng ta có thể tự do quyết định cuộc sống của mình, đến những nơi mình mong muốn, chơi với những người mình mong muốn, thậm chí yêu thương những người mà mình mong muốn. Xã hội, pháp luật và gia đình không hề ngăn cấm cái điều đó. Nếu bạn thực sự khát khao khởi nghiệp đến mức độ như vậy, thì tại sao không khởi nghiệp luôn ở thời sinh viên đi? Đấy là quan điểm của tôi. Còn quan điểm của bạn thì sao? Đấy. Xong mình gì ạ? Xong mình sẽ bấm vào nút ở dưới này là mình dừng lại, mặc dù nó chưa chạy hết nhá, mình bấm dừng lại. Sau đó mình sẽ bấm vào nút gì ạ, nút này. Ok, vẫn nhìn rõ, các bạn vẫn nhìn rõ đúng không ạ? Bấm vào nút V, chữ V bên này, thế là xong. Có nên bỏ đại học để khởi nghiệp kinh doanh hay không? Câu trả lời của tôi là không. Bởi vì thời đại học, cái thời sinh viên ấy là quãng đời đẹp nhất của một con người. Chúng ta không cần phải lo nặng nề về việc đấy, nên nhớ là bạn phải có cái tay của bạn lên nhá, chứ bạn đừng có nói này, phải làm sao để lộ được cái tay của bạn lên, cái mắt của bạn nhìn thẳng vào. Rồi cái miệng của bạn nhìn cho nó xinh, và bạn là phụ nữ mà. Không hề ngăn cấm cái điều đó. Nếu bạn thực sự khát khao khởi nghiệp đến mức độ như vậy, thì tại sao không khởi nghiệp luôn ở thời sinh viên đi? Đấy là quan điểm của tôi. Còn quan điểm của bạn thì sao? Ok. Đó, các bạn đã xong cái bước này rồi. Thì bạn sẽ kích vào nút gì ạ? Bạn sẽ kích vào nút tiếp. À, thêm nhạc nữa đúng không nhỉ?
thêm nhạc thì bạn thêm âm thanh. Các bạn bạn kích vào thêm âm thanh. Xong bạn kích vào một yêu thích của bạn. Ví dụ như thì dự sẽ kích vào nút là gì ạ? Guitar. Đấy. Sau thêm vào rồi. Đấy, kích vào đây. Nghe này. Đấy. Nhưng âm thanh này to quá thì mình phải kích lên như này để mình chọn lại âm thanh. Kích lên trên này. Và mình chọn cái âm lượng này, kích vào âm lượng. Và mình cho nó nhỏ thôi. Rồi, dưới 10 thôi. Ví dụ trên này là 50 mình để nguyên thì cái này chỉ được 20%, cùng lắm 20% thôi, nhạc nền thôi. Mình để 10 thôi là xong. Kích vào V. Thế là xong. Ok. Tiếp nữa. Rồi. Mình kích vào phần nhãn dán. Sau đó mình tìm đây này. Tìm cái này này. Nhãn dán tìm cái này này. Đấy, đẹp không? Mình kích vào đây, đừng có để mồm. Để bên cạnh này này. Đấy. Đâu nhỉ? Rồi, chúng ta thêm một cái nhãn dán nữa nhá. Thêm một cái nhãn dán nữa. Kéo xuống này. Đây này, có cái biểu tượng này này. Có cái biểu tượng màu vàng này này. Xích có biểu tượng màu vàng này. Xong bạn dùng tay bạn quay biểu tượng màu vàng này, bạn cho nhỏ thôi. Bạn cho vào cái chỗ này. Gần cái nút tim cộng với đây này. Gần tim với comment này này. Kích vào đặt thời lượng này. Sau đó bạn đặt thời lượng là những giây cuối thôi. Mấy giây cuối thì có thôi, nhưng không vướng mắt người ta xem này. Đấy. Mới đâu không có, mấy giây cuối mới có. Ok, thế làm sao để bạn có cái nhạc nền như thế này? Thì nhạc nền này nhá, thì tí nữa thầy sẽ gửi link ở phía dưới. Cái video hướng dẫn này có cái link ở phía dưới, bạn xem cái phần mô tả hoặc là phần comment của video này nhá. Sẽ có nhạc nền của thầy dự. Thầy dự sưu tập sẵn cái nhạc nền này cho bạn rồi này. Đây này, nhạc nền TikTok này, mà thầy dự hay dùng này. Thì các bạn chỉ cần kích vào cái đường link đấy, xong nó hiện ra. Thì các bạn kích vào nút thêm vào yêu thích thôi. Bạn kích vào nó thì kết nối luôn với TikTok của bạn. Xong bạn kích vào thêm, đây ví dụ như này. Bạn kích vào nó này. Ví dụ kích vào nó nhá. Xong rồi bạn nhìn thấy là có nhạc nền này, bạn nghe thấy hợp lý đúng không? Thì bạn kích vào thêm vào yêu thích. Xong lát nữa thì gì ạ? Bạn gì ạ? Lát nữa thì bạn quay video thì bạn thêm nó vào yêu thích thôi là xong, chứ có gì đâu. Vô cùng đơn giản đúng không nhỉ? Đấy. Xong ví dụ xong rồi nhá. Ví dụ các bạn làm xong rồi. Bây giờ chúng ta kích vào nút tiếp. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có phần là phần rất là quan trọng là phần chọn ảnh bìa. Thì ở đây nó có phần viết gì ạ? Viết cho cái ảnh bìa đấy. Chúng ta có thể kích vào đây, cái dạng viết này. Chúng ta kích vào văn bản này. Có nên bỏ đại học. Ví dụ vậy. Có nên cho nó to, bỏ đại học, nó to đùng lên. Đấy, bạn kéo to nó ra. Đấy, thấy không? Đó, kích vào phần lưu. Thì các bạn nhìn thấy không? Là cái ảnh thumbnail, cái ảnh đại diện chúng ta rất là đẹp. Còn ở đây thì hãy viết một cái tiêu đề gì đấy nó có tính cà khịa một tí. Ví dụ như là gì ạ? Ai ủng hộ quan điểm bỏ đại học thì hãy lấy một vài ví dụ người bỏ đại học thành công xem nào. Kiểu như vậy thì rất nhiều người ta sẽ comment vào đúng không nhỉ? Đó, thì bạn cần phải có những nội dung chính luận kiểu như thế này này. Đó, xong đó. Bạn nhớ là khi đặt thì đặt dấu thăng. Bạn nên đặt dấu thăng, ví dụ như có thể dự là người thầy quốc dân. Còn nếu của bạn thì có thể là tên bạn là Linh đúng không? Ví dụ là Linh TikTok. Hoặc là Nguyễn Thúy Linh hoặc cái gì đấy. Để nó không trùng với bất kỳ một ai cả. Đấy. Sau đó bạn đặt một cái hashtag chung nữa. Ví dụ ở trên này là gì ạ? Là khởi nghiệp. Chủ đề bạn muốn làm là khởi nghiệp hoặc là khởi nghiệp kinh doanh gì đấy. Thì bạn hãy viết khoảng 2-3 từ thôi. Thì nó sẽ gợi ý những từ nào đó mà nó gần với cái ý nghĩa mà bạn chuẩn bị viết tiếp. Và quan trọng hơn là nó phải có nhiều lượt gì ạ? M tức là triệu đấy. Nhiều lượt xem ở cái hashtag đấy. Thì mình bắt đầu ok, viết ngắn thôi. Rồi, sau đó mình click nút đăng lên. Thế là xong, đúng không nhỉ? Ok, rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn có thể tạo ra được những video chính luận vô cùng tuyệt vời. Và nếu bạn muốn tham khảo thì hãy vào cái kênh TikTok của thầy Dự, là kênh TikTok Hàn Quang Dự, đúng không nhỉ? Đây, thì xem rất nhiều video chính luận của thầy Dự. Đây, thầy Dự quay nó lại nhá. Rồi, thầy Dự hủy nó đi, thoát nào. Đây, bạn sẽ xem rất nhiều video chính luận của thầy Dự. Hàng triệu view. Thầy Dự ngồi nói thôi, hàng triệu view luôn. 6 triệu view luôn. Ok. Rồi, có câu hỏi nào thì bạn comment xuống dưới. Và nếu bạn làm ra được cái video mà theo đúng cái hướng dẫn này của thầy Dự rồi thì comment đường link xuống phía dưới là đây là video của em, đây là video của em, để chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau, đúng không nhỉ? Đây các bạn xem này, thầy Dự lúc đăng lên cách đây khoảng mấy phút thôi. Đã có 3 comment rồi này. Bỏ đại học để khởi nghiệp kinh doanh hay không? Đấy. Xem nhiều người xem đi nhá. 699 người xem rồi. Lúc bạn vào xem có nên bỏ đại học để khởi nghiệp hay không thì sẽ có đến hàng 100.000 là xem kiểu diện thế.
Rồi, Thầy Dự kỳ vọng là như vậy, nó sẽ lên đề xuất thì rất là tốt. Và Thầy Dự này, Thầy Dự viết này. Ai đồng ý bỏ đại học để khởi nghiệp? Thử kể tên những người thành công kiểu vậy xem nào. Đấy. Người thầy công dân là của riêng của Thầy Dự. Là mình sẽ tạo một cái nào mình sẽ video mình cũng sẽ tăng cái đấy. Khởi nghiệp này, kinh doanh online là hai cái chung. Ok. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bạn muốn xem được cái video kế tiếp thì bạn chỉ cần lên YouTube thôi. Bạn search là gì ạ? Là cách chơi TikTok Hán Quang Dự. Cách chơi TikTok Hán Quang Dự. Search đúng từ đấy vào, có thể sẽ thấy cả một series video ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, video mới đề xuất nhất của Thầy Dự này. Vì sao đeo nhẫn Abus này? 721,6 lần, 6 nghìn. Gần 1 triệu lượt xem rồi. Cảm ơn các bạn. Hai bước để bạn nhận bài học mới của Thầy Dự mỗi ngày. Bước 1. Ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2. Hãy vào Facebook của chính bạn và gõ Hán Quang Dự, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước. Đợi đã! Tôi có một món quà cực kỳ giá trị muốn tặng bạn. Trước tiên, hãy kích vào biểu tượng đăng ký kênh YouTube, kích vào biểu tượng nút chuông nữa để tự động cập nhật những bài giảng mới nhất của Hán Quang Dự. Sau đó, hãy tìm cái đường link quà tặng miễn phí ở phía dưới. Nó cực kỳ giá trị và miễn phí giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình, nằm ở phần mô tả hoặc là phần comment cho video này. Kích xuống dưới nha. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo của Hán Quang Dự.